người quay lại kênh của mình nhé. Chúc mọi người xem video vui vẻ và nhiều sức khỏe nha anh em. Thì bữa nay mình làm clip này sẽ tiếp tục chia sẻ đến anh em trong kênh của mình một cái mẫu hồ cá coi 500 lít anh em nha. Thì ở đây là mình được sự đồng ý của em Hòa ở Quảng Bình á, thì mình cùng với lại mọi người sẽ tham quan hồ của Hòa cũng như là tìm hiểu cái cách Hòa vận hành hệ thấp lọc hồ của mình anh em nha. À, nói tới Quảng Bình thì chắc có lẽ là anh em cũng biết đây là quê hương của cố đại tướng Võ Nguyên Giáp anh em. À, mình thì chia sẻ một tí xíu ha. À, nói chung là mình từ xưa giờ thì mình ít khi nào mà mình idol cũng như là mình thần tượng ai lắm, nhưng mà riêng ở Việt Nam mình thì chỉ có hai người mà mình rất là đáng kính trọng và mình có thể gọi là thần tượng thôi. Một đó là Bác Hồ vĩ đại và cái thứ hai là Đại tướng Võ Nguyên Giáp anh em nha. Thì mình cũng chưa có dịp đi Quảng Bình, chứ nếu mà sau này mình có dịp đi công tác hoặc là đi du lịch gì đó thì khi mà ghé đến Quảng Bình đó, đầu tiên chắc có lẽ là mình sẽ ghé mình thắp cho bác một nén hương để tưởng nhớ đến lòng biết ơn anh em nha. À, quay trở lại vấn đề chính ngày hôm nay, thì mình cùng với lại anh em sẽ tham quan hồ của Hòa cũng như là mình sẽ tìm hiểu cái cách Hòa vận hành hệ thống lọc hồ của mình luôn. Thì hồ của Hòa ở đây thì tổng thể tích nước của mình là 500 lít anh em. À, chiều dài của mình là 1,5 m, ngang là 70 và mực nước cao hiện tại bây giờ của mình là 50 anh em nhé. Bơm thì Hòa để trực tiếp bên trong hồ luôn nha anh em. À, Hòa sử dụng là bơm 7.000 lít đến 9.000 lít trên giờ. Mình sẽ để bực trực tiếp bên trong hồ của mình. Và mình chế hút mặt với lại là hút đáy. Mình bơm lên cái hệ thống lọc của mình xử lý. À, trong thời gian vừa rồi khi mà mình có chia sẻ một số cái vấn đề lựa chọn bơm cho anh em chơi những cái hồ mini từ một khối bột đổ lại á, thì mình thấy có rất là nhiều cái tranh cãi diễn ra. À, đặc biệt là những cái hồ từ 500 lít đến 700 lít á, mình thường hay khuyên anh em là nên sử dụng bơm từ 7.000 lít đến 9.000 lít. Thì có một số ý kiến anh em nói rằng là hồ 500 lít đến 700 lít thì mình không cần nhất thiết phải sử dụng bơm to, mình chỉ cần sử dụng bơm 3.000 hoặc là 4.000 là đã đạt rồi. Thì mình xin chia sẻ với lại anh em dựa trên quan điểm cá nhân thôi. À, hồ bà 500 lít đến 700 lít á, mà mình xài cái bơm 3.000 đến 4.000 nó vẫn được nha. Nó vẫn được, mình không có nói là cái bơm 3.000 hoặc là 4.000 nó không được nha. Nó vẫn được nhưng mà nó đạt ở cái mức trung bình thôi. Như anh em cũng biết rồi, khi mà bơm 3.000 hoặc là 4.000 á, anh em chia cái tê, mà đặc biệt là bơm để trong hồ giống như của Hòa đó, mà mình chia cái tê, khi mà mình chia cái tê á, như vậy là cái lực nước của cái hút đáy với lại hút mặt nó đã chia cho nhau rồi, cái lực hút nó sẽ yếu. Thì như vậy là cái hút cái phân nổi cũng như là phân chìm của mình nó sẽ bị hạn chế, và cái thời gian mình đưa cái nước qua bên hệ thống lọc của mình nó sẽ chậm hơn. Thì cho nên là anh em lưu ý ngay cái điểm này khi mà mình lựa chọn bơm ha. Thì đó là cái lý do mà mình thường đưa cho anh em cái ý kiến, đó là nếu mà hồ mình á mà 500 lít đến 700 lít, cái chiều dài của mình trên 1,2 m và cái bề ngang của mình là trên 60, là nên sử dụng cái bơm là 7.000 lít đến 9.000 lít để nó có cái lực hút mạnh á, nó sẽ đưa được những cái phân cũng như là hút đáy với lại hút mặt mình chế nó sẽ dễ dàng hơn và cái lực hút của nó mạnh hơn, nó không có bị cái tình trạng là yếu anh em nha. Tại vì nếu như mà bơm 3.000 anh em mà chế cái ống 27 hoặc là ống 34 mà anh em chia tê hút đáy luôn với lại hút mặt ha, thì chắc chắn 100% một trong hai cái nó sẽ bị yếu, nên là anh em cân nhắc cho mình trước khi lựa chọn bơm ha. Còn mình sử dụng bơm 3.000 lít đến 4.000 lít vẫn được nha anh em. Còn cái 7.000 lít đến 9.000 lít mình lượt đưa ra cho anh em, đó là mình sử dụng để nó tối ưu quá luôn. Thì đó cũng là cái thông điệp mà Hòa nhờ mình gửi đến anh em trong kênh của mình, cái cách mà mình và lựa chọn bơm cho hồ để nó phù hợp để mà mình xử lý nước một cách tốt nhất luôn anh em nha. Thì đây là hồ của Hòa là 500 lít mà mình sử dụng bơm hiện tại bây giờ là 7.000 lít đến 9.000 lít trên giờ. Hòa đang sử dụng cái mức 2 đó là 8.000 lít trên giờ anh em nha. Thì bây giờ mình sẽ nhờ Hòa sẽ chia sẻ đến anh em trong kênh của mình cái cách Hòa vận hành hệ thống lọc của mình cũng như là cái mình sắp xếp vật liệu lọc anh em. Nước nó sẽ được xử lý như thế nào, để mình xem coi là cái chất lượng nước của mình nó tốt như vậy thì cái bộ lọc của mình nó sẽ vận hành như thế nào anh em nhé. Xin chào toàn thể anh em trong kênh của anh Nhấn nha. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu một chút về bộ lọc của hồ mình, là hôm nay thì mình dùng một bơm là Periha 9.000, nhưng mà do thùng lắng mình làm nhỏ quá cho nên mình chỉ chạy ở chế độ là 8.000 thôi. Và đây là thùng lắng của mình. Ở thùng lắng mình thì mình bỏ là lớp giấy cung là G-Mark và một đỉnh là lớp chổi là mình cắt ngắn để mình bỏ ngang, rồi đến hai lớp bông con đen. Từ thùng lắng thứ nhất thì qua đến thùng nhám thạch nha,
cùng này là mình bỏ là phun nhám thạch và mình có bỏ vài viên sơ thánh trên cùng. Và thùng thứ ba là phun là sử viên. Thì từ thùng sử viên thì đi xuống là mình có làm hai ống, một ống là để mình cho xuống để tạo oxy và một ống là xuống để tạo luồng. Nói chung là cùng tạo ra oxy cả. Đây, tạo luồng. Còn từ thùng lắng thì mình đi một ống xuống chia làm một tê qua để mình trả về hồ chính. Và trong này là mình trồng trâu ba và bỏ thêm sử viên. Còn một ống là mình đi xuống làm luôn thổi về hút lại. Và một cục mặt này thì lúc nào mình cho cá nữa, mình thỏa lại, còn không thì mình nữa. Và mình có chuẩn bị thêm một máy xúc khí Zembo 9/7 để phòng trường hợp mất điện đó. Nhưng mình ít khi lấy, mình cũng ít khi mất điện lắm nên mình vẫn phụ. Ba thùng này thì thùng nào cũng có ván xả các bạn nhá, nên mình quay ván xả này. Ván xả những cái máy quay quen này có gì các bạn không cảm thấy mình ở Quảng Bình nên giọng nói nó hơi khổ nghe. Cá Việt nhưng nếu mình cho ăn cảm aqua các bạn nhá. Rồi, có gì thì các bạn góp ý giúp mình về với ok rồi. Để chào các bạn nha, chúc các bạn sức khỏe. Thì đó là toàn bộ cái hệ thống lọc hồ của Hòa anh em. Thì lọc của mình đây là 3 thùng anh em nhé. Một thùng lắng, hai thùng lọc và nước mình trả vào hồ chánh mình làm luồng với lại oxy luôn. Thì thông qua video này thì Hòa cũng có nhờ mình chia sẻ đến anh em trong kênh á. Thí dụ như mình xem video hồ của Hòa, mình thấy còn cái điểm nào khắc phục thì anh em cứ comment bên dưới để giúp Hòa sẽ hoàn thiện hồ của mình hơn ha. Thì đối với lại nguyên quan điểm cá nhân của mình á, thì hồ của Hòa đây là cái cách mà mình để bơm cũng như là mình vận hành cái hệ thống lọc của mình rất là tốt nha. Nhưng mà nếu có một cái để mà góp ý cho Hòa thì ở đây là anh xin góp ý cho Hòa một cái ý nhỏ thôi. Có nghĩa là ngay chỗ cái ống thông của những cái thùng á, thay vì em đi ống 60 em có thể là lựa chọn ống 90 để nước từ ngay chỗ thùng lắng nó qua cái thùng thứ hai cũng như là thùng thứ hai qua thùng thứ ba nó sẽ được nhiều hơn. Tại vì khi mà bơm em để trực tiếp bên trong hồ á, em bơm lên cái thùng lắng và nước nó chỉ có ống 60 thì nó qua không kịp. Và một ống mình đưa xuống mình làm luồng với lại đi theo cái ống mình trồng bà đó thì như vậy nó sẽ rất là phí ha. Nước ngay chỗ đó nó chưa có được lọc kỹ. Thì em có thể là thay thế cái ống 60 mà thông nó bằng cái ống 90. Như vậy là nước nó sẽ qua bên cái thùng thứ ba được nhiều hơn. Và ngay chỗ thùng thứ ba này nước mình trả về mình làm luồng luôn. Thì thay vì cái hút đáy mình sẽ để giữa tâm hồ, do là hồ của mình hình chữ nhật á, nên em có thể là cho cái hút đáy với lại hút mặt của mình nó nằm mé tay phải và cái nước về của mình là mé tay trái, luồng của mình sẽ đẩy qua, thì theo anh như vậy nó sẽ hợp lý hơn ha. Thì đó là cái góp ý nhỏ của anh dành cho Hòa thôi. Còn nếu mà anh em nào trong kênh của mình xem video thấy còn cái điểm nào cần khắc phục thì anh em cứ comment bên dưới để giúp cho Hòa hoàn thiện hồ của mình hơn ha. Còn ở đây thì theo anh chỉ cần một chi tiết nhỏ thôi là sẽ hợp lý với Hòa nha. Thì cái này là quan điểm cá nhân riêng của mình thôi. Thì ngày hôm nay mình với lại Hòa đã chia sẻ đến anh em trong kênh của mình một cái mẫu hồ cá coi 500 lít cũng như là cái cách vận hành hệ thống lọc rất là tốt luôn ha. Thì thôi chắc lẽ là mình cũng xin phép kết thúc video tại đây luôn nha anh em. Thì cũng đại diện cho bên kênh đó Hòa, anh chúc em với lại gia đình mình luôn thật là nhiều sức khỏe, công việc làm ăn ngày càng phát đạt Hòa nha.
Thì nếu như anh em xem video thấy những cái mình với lại quà chia sẻ nó hữu ích á, thì anh em nhớ nhấn like, đăng ký kênh ủng hộ hai anh em mình nhé. Một lần nữa chúc mọi người xem video vui vẻ nhé.